Tình hình mưa lớn và lũ lụt tại miền Nam Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Theo dự báo mới nhất, một đợt mưa lớn tiếp theo ở nước này sẽ bắt đầu xuất hiện từ ngày mai, mùng 4 tháng 7. Trong khi ngày 2 tháng 7, Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn ngày thứ 31 liên tiếp. Số liệu giám sát khí tượng của Trung Quốc cho thấy là từ đầu tháng 6 đến nay, lượng mưa tại các tỉnh Giang Tô, An Huy, Hồ Bắc đều cao trên gấp đôi hàng năm. Từ ngày 26 tháng 6 đến nay, một số nơi ở miền Tây Nam nước này, tổng lượng mưa luôn ở mức 100-300mm. Một số nơi ở Hồ Bắc, địa phương có đập Tam Hiệp và Trùng Khánh lên đến 400-427mm. Ngày 2 tháng 7, đập Tam Hiệp đã phải tiếp tục xả lũ trong bối cảnh hàng triệu dân chịu ảnh hưởng vì ngập lụt. Được biết, tháng 7 và tháng 8 2020 sẽ là giai đoạn quan trọng trong phòng chống mưa lũ ở Trung Quốc. Chuyển sang các tin tức quốc tế, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đã lên tiếng cảnh báo việc Trung Quốc tiến hành tập trận tại Biển Đông có thể gây căng thẳng trong khu vực và ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng. Phát biểu tại một diễn đàn an ninh ở thủ đô Manila của Philippines, Bộ trưởng Lorenzana nhấn mạnh đây là hoạt động hết sức quan ngại và phía Philippines đang theo dõi với sự cảnh giác. Cơ quan hàng không dân dụng Malaysia đã ra tuyên bố đình chỉ các phi công Pakistan sau khi tiến hành đánh giá toàn bộ phi công nước ngoài tại quốc gia này. Vụ việc liên quan đến bê bối dùng bằng giả, gian lận thi của nhiều phi công Pakistan. Các hãng bay quốc tế nhiều ngày qua đã mở điều tra phi công Pakistan sau khi Bộ trưởng Hàng không Pakistan Ghulam Sawar tiết lộ hơn 260 người đã dùng bằng giả hoặc gian lận thi bằng. Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu tạm đình chỉ quyền hoạt động của hãng hàng không quốc tế Pakistan PIA tại các quốc gia thành viên của khối trong 6 tháng từ mùng 1 tháng 7. PIA tuyển dụng 141 phi công dùng bằng giả, chiếm 1/3 số phi công của hãng. Pakistan mở cuộc điều tra về bằng giả và điểm số của các phi công từ năm 2018. Cuộc điều tra khiến 16 phi công của PIA bị ngừng bay năm 2019, song chưa hoàn tất do vụ tai nạn rơi máy bay ở Karachi. 8 ngân hàng lớn tại Canada ngày 2 tháng 7 bày tỏ ủng hộ phong trào tẩy chay Facebook nhằm yêu cầu mạng xã hội này nỗ lực hơn trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc và các phát ngôn thù địch. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ rút các quảng cáo của mình trên Facebook cũng như nền tảng chia sẻ ảnh Instagram của Facebook. Đến nay, hơn 400 công ty, trong đó có những tập đoàn lớn như Adidas, Coca-Cola, Puma và Starbucks đã ngừng quảng cáo trả tiền trên Facebook. Mạng xã hội vốn có hơn 1,7 tỷ người sử dụng hàng ngày để hưởng ứng chiến dịch Stop Hate for Profit. Chiến dịch này kêu gọi các doanh nghiệp ngừng mọi hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội Facebook và trên ứng dụng Instagram trong tháng 7, nhằm gây áp lực buộc Facebook phải xem xét lại chính sách trong việc xử lý những ngôn từ mang tính thù địch và những thông tin sai lệch. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết ông đã yêu cầu tạm dừng việc trục xuất đại sứ Liên minh châu EU tại Caracas và quyết định trục xuất đại sứ EU Isabel Brihante Pedroz được chính quyền Venezuela đưa ra cách đây 3 ngày sau khi EU ra lệnh trừng phạt thêm 11 quan chức của quốc gia Nam Mỹ này. Trước đó, Ngoại trưởng Venezuela và đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU cũng đã có cuộc điện đàm nhằm trao đổi. Trong đó, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục giữ mối quan hệ ngoại giao, đặc biệt là trong thời điểm hợp tác song phương có thể tạo thuận lợi cho con đường hướng tới các cuộc đối thoại chính trị. Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 2 tháng 7 đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc quyết định diễn tập quân sự xung quanh quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông từ ngày 1 tháng 7 tới ngày 5 tháng 7. Trước đó, Bộ Quốc phòng Philippines cũng đã lên tiếng cảnh báo việc Trung Quốc tiến hành tập trận tại Biển Đông có thể gây căng thẳng trong khu vực và ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng. Tuyên bố nêu rõ việc tiến hành diễn tập quân sự tại Biển Đông đi ngược lại các nỗ lực nhằm giảm căng thẳng và duy trì ổn định. Các hành động của Trung Quốc sẽ tiếp tục gây bất ổn tình hình ở Biển Đông. Các cuộc diễn tập này vi phạm cam kết của Trung Quốc đối với tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002 nhằm tránh các hành động gây phức tạp hoặc leo thang tranh chấp và ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng các cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc là những diễn biến mới nhất trong một chuỗi các hành động của nước này nhằm khẳng định chủ quyền phi pháp trên biển và gây bất lợi cho các nước láng giềng Đông Nam Á ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục giám sát tình hình với hy vọng Trung Quốc sẽ giảm các hoạt động quân sự hóa và cưỡng ép các nước láng giềng Đông Nam Á ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Mỹ kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và không thực hiện các hoạt động quân sự có thể làm trầm trọng thêm các tranh chấp ở Biển Đông. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết Trung Quốc đã phải kích hoạt phản ứng cấp 4 nhằm kiểm soát tình hình lũ lụt trong bối cảnh nước này đang vào mùa lũ.
Bộ Chỉ huy Phòng chống bão lụt và hạn hán quốc gia đã cử các nhóm làm việc đến các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy để hướng dẫn cứu trợ thiên tai. Chính quyền các địa phương được khuyến cáo tăng cường theo dõi tình hình thời tiết, cảnh giác đề phòng những thảm họa có thể xảy ra do mưa bão và đảm bảo an toàn cho người dân. Cùng ngày, trận lũ đầu tiên trong năm của sông Dương Tử đã đổ về hồ chứa tại đập thủy điện Tam Hiệp với mức 50.000 mét khối nước mỗi giây. Mực nước tại Thái Hồ, hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc đã vượt mức cảnh báo, trong khi nước ở trung và hạ lưu của sông Dương Tử, hồ Động Đình và hồ Bà Dương cao hơn thường lệ. Dù giới chức Trung Quốc khẳng định đập an toàn và nhấn mạnh những lo ngại đập Tam Hiệp có nguy cơ vỡ là vô lý, nhưng trên thực tế, khu vực này đang tiếp tục hứng chịu các đợt ngập lụt nặng nề, sạt lở đất và thậm chí là cả một trận động đất vào ngày hôm qua mùng 2 tháng 7. Thưa quý vị, Hạ viện Mỹ vừa thông qua đạo luật trừng phạt những ngân hàng có liên quan đến các quan chức của Trung Quốc ban hành luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông. Dự luật được thông qua hôm ngày 1 tháng 7 với sự ủng hộ tuyệt đối của các hạ nghị sĩ. Điều này cho thấy mối quan ngại ở Washington rằng đạo luật sẽ chấm dứt quyền tự trị giúp Hồng Kông phát triển thành trung tâm tài chính quốc tế như hiện nay. Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật tương tự vào hồi tuần trước, nhưng theo quy định, phiên bản dự luật của Hạ viện sẽ phải trở lại Thượng viện bỏ phiếu trước khi được gửi tới Nhà Trắng để Tổng thống Donald Trump ký ban hành luật hoặc phủ quyết. Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi bất ngờ xuất hiện tại một phiên điều trần về tình hình ở Hồng Kông để nói rằng luật an ninh vừa được đưa ra đã chấm dứt sự tồn tại của nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ. Khi Bắc Kinh thông báo ý định thông qua luật an ninh quốc gia, chúng tôi đã bày tỏ sự quan ngại, và với sự thông qua luật này ngay trước thềm lễ kỷ niệm 23 năm Hồng Kông được trao trả, Trung Quốc đã chấm dứt sự tồn tại của nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ. Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Washington sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị của Tổng thống Donald Trump để chấm dứt tình trạng đặc biệt của đặc khu này. Mỹ hiện đã bắt đầu tư cách thương mại đặc biệt của Hồng Kông, tạm dừng xuất khẩu thiết bị an ninh và hạn chế cho Hồng Kông tiếp cận công nghệ cao. Tại Hồng Kông, trong ngày 1 tháng 7, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ người đầu tiên theo luật an ninh quốc gia sau khi đạo luật này chính thức có hiệu lực. Hàng nghìn người đã bất chấp lệnh cấm để biểu tình phản đối luật này. 370 người đã bị bắt trong các cuộc đụng độ với cảnh sát, trong đó 10 người bị bắt liên quan đến các điều khoản của luật an ninh quốc gia. Mới đây, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối việc Anh chuẩn bị công bố kế hoạch cấp hộ chiếu cho người dân tại đặc khu hành chính Hồng Kông, đồng thời cho biết sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả tương ứng nếu London thúc đẩy kế hoạch này. Nếu phía Anh vẫn có các hành động đơn phương, Trung Quốc kiên quyết phản đối và bảo lưu quyền thực thi các biện pháp tương ứng, Anh nên tôn trọng lập trường của Trung Quốc, không can thiệp vào công việc của Hồng Kông dưới mọi hình thức. Trước đó, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết chuẩn bị công bố kế hoạch nới lỏng quy định cấp hộ chiếu cho người dân Hồng Kông nhằm phản ứng việc Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia cho đặc khu. Ông Raab cũng cảnh báo Trung Quốc nếu thông qua luật an ninh quốc gia sẽ vi phạm những cam kết khi nhận lại Hồng Kông từ Anh vào năm 1997. Đài Loan cùng ngày cũng đã khai trương văn phòng hỗ trợ những người Hồng Kông rời khỏi đặc khu và muốn chuyển đến sống ở Đài Loan. Mới đây nhất, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các ngân hàng có giao thương với các quan chức Trung Quốc liên quan tới việc xử lý biểu tình ở Hồng Kông. Đây được coi là một biện pháp đáp trả đối với việc Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông. Phía Trung Quốc đã tuyên bố đây là vấn đề nội bộ và chỉ trích sự can thiệp của cộng đồng quốc tế. Liên quan đến tình hình ở Hồng Kông, đã có ít nhất 370 người biểu tình đã bị bắt giữ trong ngày đầu luật an ninh quốc gia tại đặc khu hành chính này chính thức có hiệu lực. Những người bị bắt vì các tội danh tụ tập phi pháp, lái xe thiếu an toàn hay mang theo vũ khí và vi phạm luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã quyết định đóng tài khoản trên Weibo, mạng xã hội được ví như là Twitter phiên bản Trung Quốc. Vài ngày sau khi Ấn Độ cấm hàng chục ứng dụng của Trung Quốc sau vụ ẩu đả tại biên giới hai nước khiến hàng chục người thương vong. Tài khoản của Thủ tướng Ấn Độ được Weibo xóa ngày 1 tháng 7 theo yêu cầu của Đại sứ quán Ấn Độ. Ông Modi định đóng tài khoản sớm hơn, nhưng quá trình này mất nhiều thời gian do là tài khoản VIP, Weibo phải thực hiện những thủ tục xe duyệt phức tạp. Hai ngày trước đó, Bộ Công nghệ Ấn Độ ra lệnh cấm 59 ứng dụng di động của Trung Quốc như TikTok, WeChat giữa lúc xung đột ở biên giới hai nước đang căng thẳng. Bên cạnh việc chặn ứng dụng, Ấn Độ đã thực hiện nhiều bước đi mạnh mẽ trên chiến tuyến công nghệ nhằm vào Trung Quốc, như yêu cầu các công ty thương mại điện tử phải hiển thị xuất xứ với các mặt hàng được bán ra, hay cấm các công ty Trung Quốc tham gia đấu thầu dự án phát triển hạ tầng viễn thông Ấn Độ, trong đó có kế hoạch nâng cấp dịch vụ 5G. Cuộc bỏ phiếu sửa đổi hiến pháp tại Nga đã kết thúc với phần lớn người dân Nga tán thành.
Như vậy, với kết quả này, Tổng thống Putin có thể tái tranh cử và tiếp tục cầm quyền thêm 12 năm nữa sau khi kết thúc nhiệm kỳ hiện tại vào năm 2024. Sau khi kiểm 99% phiếu bầu, 78,03% người Nga tán thành với các sửa đổi về hiến pháp, trong khi tỷ lệ phản đối là 21,16%. Thậm chí các tổ chức chính trị tự do ở Moscow cũng khẳng định kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người dân thủ đô của Nga đều ủng hộ các đề xuất của Tổng thống Putin. Việc đa số người dân Nga tán thành đề xuất sửa đổi hiến pháp do Tổng thống Putin đề xuất đã cho thấy vị thế của ông trong lòng người dân nước này. Tôi đã bỏ phiếu cho các sửa đổi hiến pháp. Chúng ta cần những thay đổi căn bản và việc bỏ phiếu là để hiện thực hóa những thay đổi đó. Tôi nghĩ những thay đổi này sẽ mang lại lợi ích cho đất nước cũng như người dân trên tất cả các khía cạnh. Cải cách hiến pháp Nga gồm tổng cộng hơn 200 sửa đổi. Đáng chú ý nhất là về nhiệm kỳ của Tổng thống. Theo đó, số nhiệm kỳ của các cựu và đương kim Tổng thống Nga sẽ được đưa về không, tức là tính lại từ đầu. Do đó, Tổng thống Vladimir Putin sẽ có cơ hội tìm kiếm thêm 2 nhiệm kỳ nữa đến năm 2036, khi nhiệm kỳ hiện tại của ông kết thúc vào năm 2024. Gói sửa đổi hiến pháp lần này cũng hướng tới một hệ thống nghị viện dân chủ và cân bằng hơn so với hiến pháp năm 1993. Ngoài ra, cũng có những sửa đổi liên quan tới đảm bảo mức lương hưu tối thiểu, cấm kết hôn đồng giới. Các sửa đổi cũng rất chú trọng đến việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, bảo vệ các giá trị gia đình, bảo tồn di sản văn hóa, hỗ trợ cho khoa học Nga. Cuộc bỏ phiếu đã cho thấy rõ ràng hầu hết người dân Nga thực sự muốn điều gì, ít nhất là trong tương lai trước mắt, bất kể những nghi ngại và ảnh hưởng của bên ngoài ra sao. Giáo sư Dương Chiêm Thu, Viện Nghiên cứu Virus thuộc Đại học Vũ Hán mới đây khẳng định, virus cúm lợn G4 có khả năng gây ra đại dịch toàn cầu, đặc biệt là vào mùa đông xuân, thời điểm các loại virus hoành hành. Thông tin về loại virus cúm lợn mới có tên là G4 được phát hiện tại Trung Quốc được đăng tải rộng rãi trên truyền thông nước này. Theo giáo sư Dương Chiêm Thu, sau khi phát hiện virus cúm AH1N1 ở Mỹ năm 2009, Tổ chức Y tế Thế giới khi đó đã nâng mức cảnh báo dịch toàn cầu lên cấp 6. Nếu virus G4 phát hiện lần này gần giống với virus cúm năm 2009, cũng có các đoạn gen cúm ở người thì có thể lây lan từ người sang người. Theo chuyên gia này, với virus G4, cần đề cao cảnh giác, không thể lơ là xem nhẹ. Trước đó, theo một nghiên cứu được tiến hành bởi các nhà khoa học thuộc Đại học Nông nghiệp Trung Quốc và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc vừa công bố hôm 29 tháng 6, virus cúm lợn G4 có nguồn gốc từ chủng H1N1 gây ra đại dịch cúm năm 2009. Theo các xét nghiệm mẫu máu, có tới 10% người làm việc liên quan đến lợn đã nhiễm G4. Xét nghiệm này cũng cho thấy có tới 4,4% dân chúng dường như đã nhiễm virus này. Như vậy, virus đã có thể truyền từ động vật sang người, nhưng chưa có bằng chứng nào cho thấy có thể lây lan từ người sang người. Tuy nhiên, các nhà khoa học lo ngại việc lây nhiễm virus G4 ở người sẽ giúp chúng tăng khả năng thích nghi và tăng nguy cơ xảy ra đại dịch với loài người. Lượng rác điện tử thải ra trên toàn cầu năm 2019 cao kỷ lục từ trước tới nay với 53,6 triệu tấn điện thoại, máy tính cùng nhiều thiết bị tiện ích khác. Trong đó thì Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ là ba quốc gia đứng đầu thế giới về rác thải điện tử. Đó là những số liệu được Liên Hợp Quốc công bố trong báo cáo giám sát rác thải nhựa toàn cầu năm 2020. Theo báo cáo, chỉ có 17% lượng rác thải được đưa vào quy trình tái chế, phần lớn trong đó bị quăng vào bãi rác, thiêu hủy hoặc xử lý theo cách nào đó. Những thiết bị điện tử nhỏ như máy quay video, đồ chơi, lò nướng, máy cạo dầu là những thành phần lớn nhất trong tổng lượng rác thải ra năm 2019, chiếm 32%. Tiếp theo là những thiết bị lớn như vật dụng nhà bếp, máy photo chiếm 24%, trong đó có cả những tấm pin sử dụng năng lượng mặt trời. Rác thải màn hình chỉ chiếm một nửa so với những thiết bị lớn nhưng vẫn lên đến gần 7 triệu tấn. Thiết bị công nghệ thông tin và viễn thông nhỏ chiếm khoảng 5 triệu tấn. Theo ước tính, lượng rác thải điện tử sẽ tăng gấp đôi năm 2014 và năm 2030. Đây là vấn đề cấp bách, ảnh hưởng xấu đến môi trường và gây nguy hại đời sống con người. Báo cáo này chưa thể hiện hoàn toàn đầy đủ thực trạng về rác thải điện tử trên toàn thế giới. Chúng tôi cho rằng lượng rác thải điện tử sẽ tăng trong thời kỳ đại dịch COVID-19 vì hầu hết chúng ta làm việc và học tập tại nhà. Cũng theo báo cáo, châu Á là nơi tạo ra nhiều rác thải điện tử nhất trong năm 2019. Tuy nhiên, châu Âu có tỷ lệ chất thải điện tử trên đầu người cao nhất, gần gấp 3 lần châu Á. Tỷ lệ tái chế chất thải điện tử rất thấp. Đây là dấu hiệu cho thấy dù nhiều chính sách và luật pháp được ban hành, nhưng lại chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng.
Tôi tin rằng chúng ta có tất cả các công cụ và công nghệ để tiến tới nền kinh tế không rác thải trong vòng 20-30 năm tới. Tuy nhiên, chúng ta thiếu hệ thống giám sát cùng các cơ chế hợp tác và khuyến khích để triển khai những công cụ trên. Theo các chuyên gia môi trường, lượng rác thải điện tử bị thải ra không có biện pháp tái chế phù hợp đã gây rò rỉ các chất độc nguy hiểm tới môi trường và con người, trong đó có thủy ngân, đồng thời cũng làm thất thoát rất nhiều khoáng sản như vàng, đồng, sắt.